Định đoạt số phận kênh YouTube sau thời gian bị đồn tắc chức năng kiếm tiền, những ngày vừa qua, Quỳnh Trần JP đã gặp phải khá nhiều sóng gió khi YouTube bắt đầu kiểm duyệt do có hình ảnh của bé Sa. Theo đó, Quỳnh đã phải đổi tên thành Quỳnh Trần JPN Family cuộc sống ở Nhật để cho phù hợp. Tuy nhiên, phía YouTube vẫn có vẻ chưa hài lòng cho lắm. Cùng với rất nhiều những rắc rối này, số người còn cho rằng kênh của Quỳnh đã bị tắt chức năng kiếm tiền quảng cáo, nên khổ chủ đã phải nghĩ đến phương án sẽ lập một kênh YouTube khác để hoạt động. Cộng đồng mạng thì cứ đoán ra đoán non không biết Quỳnh Trần JP sẽ làm gì trong bối cảnh này. Và mới đây nhất, bà mẹ trẻ đã có những thông báo chính thức về số phận kênh YouTube của mình trong vlog phát sóng ngày hôm qua. Theo đó, Quỳnh chỉ bị tắt tính năng bình luận trên kênh thôi còn trên các video thì vẫn được. Hiện tại thì video của Quỳnh vẫn được kiếm tiền bình thường. Vậy là đã có câu trả lời chính thức từ Quỳnh Trần JP về kênh YouTube của cô. Hàng thời gian tới, Quỳnh vẫn sẽ up video tại địa chỉ cũ, chỉ có điều sẽ thiếu vắng bóng dáng của Sa mà thôi. Điều này tuy cũng làm người hâm mộ hơi hụt hẫng chút xíu nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi.